để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, đẩy mạnh phục hồi kinh tế hậu Covid-19 và đón xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế, xúc tiến xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ Canada đã có buổi điện đàm trực tuyến. Tại buổi hội đàm, hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng về tăng trưởng thương mại hai chiều trong những năm gần đây, đặc biệt là khi hiệp định CPTPP đi vào hiệu lực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2019 đạt khoảng 4,77 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt sấp xỉ 3,91 tỷ đô la Mỹ, Hai bên cũng trao đổi về tình hình phòng chống dịch COVID-19, đề xuất tăng cường kết nối chuỗi cung ứng sản xuất và xuất khẩu, trong đó đặc biệt là khẩu trang, thiết bị bảo hộ cá nhân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại song phương, tương xứng với tiềm năng và cơ hội sẵn có, hai bên thấy cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa trong các hoạt động xúc tiến thương mại cả hình thức trực tiếp và trực tuyến việc canada được mời là quốc gia danh dự tại triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm việt nam food expo một sự kiện triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành công nghiệp thực phẩm hy vọng sẽ là một điểm nhấn làm tăng trưởng quan hệ hợp tác nông nghiệp công nghiệp và thương mại song phương Bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế, xúc tiến xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ Canada đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa thị trường hướng về khu vực châu Á Thái Bình Dương của Canada. Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại khu vực Đông Nam Á. Nhân năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2020, bà bộ trưởng đề nghị Việt Nam ủng hộ Canada và thúc đẩy việc sớm khởi động đàm phán FTA giữa Canada và các nước ASEAN, ủng hộ Canada làm ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2022.